Sáng ngày 7 tháng 8, Công an Bình Thuận cho biết đang phối hợp điều tra đối tượng Nguyễn Xuân Thịnh, 27 tuổi, quê Gia Lai về hành vi trộm cắp tài sản, không chấp hành việc kiểm soát dịch. Trước đó, tối ngày 6 tháng 8, tổ công tác chốt kiểm soát dịch COVID-19 liên ngành đặt tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, ra hiệu lệnh cho xe ô tô tải mang biển số tỉnh Bình Định do Thịnh cầm lái đang chạy theo hướng từ Ninh Thuận vào Bình Thuận để khai báo y tế. Tuy nhiên, Thịnh không chấp hành mà còn tăng ga bỏ chạy. Ngay sau đó, các lực lượng tại chốt dùng ô tô chuyên dụng đuổi theo, đồng thời điện báo các lực lượng còn lại phối hợp truy bắt. Tổ tuần tra kiểm soát đội 1 thuộc phòng cảnh sát giao thông công an Bình Thuận đã dừng một xe tải lớn đang chạy trên đường để hỗ trợ truy bắt. Thịnh vẫn không chấp hành, tiếp tục tăng ga bỏ chạy. Khi tổ tuần tra vượt lên, phối hợp cùng một xe tải lớn hỗ trợ, thì Thịnh tông thẳng vào phía sau ô tô của lực lượng cảnh sát giao thông. Sau va chạm, lực lượng tuần tra đã khống chế Thịnh đưa về trụ sở đội cảnh sát giao thông số 1 làm việc. Bước đầu Thịnh khai nhận đã trộm ô tô tải này trên địa bàn tỉnh Bình Định và đang trên đường mang đi tiêu thụ. Đội cảnh sát giao thông số 1 phối hợp cùng lực lượng y tế test nhanh Covid-19 đối với Thịnh, sau đó bàn giao cho công an huyện Tuy Phong tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.